Sử ký Tư Mã Thiên phần 2, Tân Thủy Hoàng bản kỷ. một. Tân Thủy Hoàng là con của Trang Tương Vương nước Tần, đó là về danh nghĩa còn trong thực tế thì Thủy Hoàng là con của Lữ Bất Vi, xem Lữ Bất Vi liệt truyện. Trang Tương Vương làm con tin của Tần ở nước Triệu, thấy người thiếp của Lữ Bất Vi thì thích nên lấy. Sinh Thủy Hoàng vào tháng Giêng năm thứ 48 đời Tần Chiêu Vương, ở Hàm Đan, đặt tên là Chính, họ Triệu, khi lên 13 tuổi, Trang Tương Vương chết chính thay, được lập làm Tần Vương, khoảng năm 247 trước công nguyên. Lúc bấy giờ Tần đã thôn tính các đất Ba, Thục, Hán Trung, Việt, Quyển, lại có đất sinh, ở đấy đặt Nam quận. Miền Bắc lấy thượng quận trở về phía đông, gồm có các quận Hà Đông, Thái Nguyên, Thượng Đảng, phía đông đến Huỳnh Dương, diệt hai nhà Chu, đặt quận Tam Xuyên, Lữ Bất Vi làm thừa tướng được cấp 10 vạn hộ làm đất phong, hiệu là Văn Tín Hầu mời các tân khách du sĩ để lo việc lấy thiên hạ. Lý Tư là xá nhân, xá nhân, những người khách theo hầu những vị quan to để được cất nhắc. Bỏ một đoạn nói về việc Tần đánh lấy thiên hạ trong 25 năm Tần Thủy Hoàng làm vua. Đoạn 1. Lai lịch của Tần Thủy Hoàng và tình hình của nước Tần khi Thủy Hoàng làm vua, của Bất Vi. Bọn Mông Ngao, Vương ỉ biểu công làm tướng. 2. Năm thứ 26, âm 221 trước công nguyên. Tề Vương Lạc Kiến cùng thừa tướng là hậu thắng đem quân giữ biên giới phía Tây, đoạn tuyệt với Tần. Tần sai tướng quân Vương Bôn đi qua phía Nam nước Yên đánh Tề bắt được vua Tề Lạc Kiến. Tần lần đầu tiên thôn tính được thiên hạ, ra lệnh cho thừa tướng và ngự sử như sau. Trước đây vua Hàn nộp đất, hiến dâng ấn tín, xin làm bầy tôi ở hàng rào rộng được ít lâu. Vua Hàn bội ước, hợp cùng với triệu và ngụy phản lại nước Tần, cho nên ta đem quân tiêu diệt, cầm tù vua Hàn. Quả nhân cho đó là việc tốt, hy vọng có thể dẹp tắt được binh nhung vua triệu sai thừa tướng là lý mục đến giao ước ăn thề cho nên ta cho con của vua triệu đang làm con tin ở tần về được ít lâu vua triệu bỏ lời thề phản lại ta ở thái nguyên cho nên ta đem quân tiêu diệt bắt vua triệu công tử nước triệu là ra lại tự lập làm đại vương cho nên ta đem quân đánh và tiêu diệt vua ngụy lúc đầu giao ước phục tùng sát nhập vào tần được ít lâu lại bàn mưu với các nước hàn triệu đánh úp nước tần nhưng bị quân quan của Tần giết chết và đánh tan. Vua nước kinh hiến đất đai từ Thanh Dương về phía Tây. Được ít lâu lại phản lời ước, đánh nam quận của ta, cho nên ta đem binh tiêu diệt, bắt được vua kinh, sau đó binh định đất kinh, vua nước yên hôn ám làm loạn. Thái tử nước yên là đan lại ngầm sai kinh kha ám sát ta, chú thích, xem thích khách liệt chuyện đoạn nói về kinh kha, tướng sĩ của ta đánh tiêu diệt nước yên, vua tề dùng mưu kế của hậu thắng, cắt đứt liên hệ với tần và muốn làm loạn ta sai quân đánh cầm tù vua tề, bình định đất tề, chú thích. Tóm tắt việc thống nhất thiên hạ, tiêu diệt các nước. Quả nhân, một người nhỏ bé hưng bính trừ khử bọn bạo nghịch làm loạn, nhờ uy linh của tôn miếu, sáu nước đều chịu tội thiên hạ bình định. Nay nếu không thay đổi danh hiệu thì không sao xứng với cái công lao đã làm được và truyền cho đời sau. Các ngươi hãy bàn nên đặt hiệu đế như thế nào. Thừa tướng là Vương Quán, ngự sử đại phu Phùng Kiếp. Đình uy lý tư đều tâu ngũ đế ngày xưa đất chỉ vuông ngàn dặm ngoài ra là đất đai của chư hầu và của man di họ vào chầu hay không thiên tử cũng không cai quản được nay bệ hạ giấy nghĩa binh giết bọn tàn ác và nghịch tặc bình định được thiên hạ bốn biển thành quận và huyện pháp luật và mệnh lệnh đều thống nhất ở một nơi từ thượng cổ đến nay chưa hề có ngũ đế đều không bằng bọn thần sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với các bậc sĩ thấy rằng ngày xưa có thiên hoàng địa hoàng thái hoàng nhưng Thái Hoàng là cao quý nhất. Bọn thần liều chết xin dâng tôn hiệu của nhà vua là Thái Hoàng. Mệnh ban ra gọi là chế, lệnh ban ra gọi là chiếu, thiên tử tự xưng gọi là chẫm, chủ thích, các đời chứ không dùng danh từ chế và chiếu. Chế quan trọng hơn chiếu, chỉ nhà vua mới được dùng chữ ấy, còn Thái Hậu thì có khi dùng chữ chiếu khi thay thế nhà vua trị dân, nếu gọi là chế tức là có ý muốn làm vua. Trẫm trước là một đại từ chỉ ngôi thứ nhất dành cho mọi người, Sách đạo giáo dùng chữ chẫm để chỉ một lực lượng siêu tự nhiên, một đấng không ai trông thấy. Bọn Lý Tư đề nghị dùng chữ này là vì thế. Nhà vua nói, ta bỏ chữ Thái, lấy chữ Hoàng, thêm chữ Đế, của những vị Đế thời thượng cổ hiệu gọi là Hoàng Đế còn những điều khác thì như lời các khanh tàu. Một đạo chế ban ra chấp nhận điều đó, truy tôn trang tương vương là Thái Thượng Hoàng. Một tờ chế nói, chậm nghe nói thời Thái cổ có hiệu nhưng không có hiệu bụt, chú thích đời hạ, đời thương không có thụy tức là hiệu bụt. Đến đời Chu mới đặt lệ khi vua chết các quan căn cứ vào hành trạng của vua mà đặt hiệu cho vua, cái đó gọi là hiệu bụt, do đó vị vua nổi về văn, giáo hóa thì gọi là văn vương, có vũ công thì gọi là vũ vương, ngu tốt, độc ác thì gọi là u vương, lệ vương. Thời Trung Cổ có hiệu và sau khi chết người ta căn cứ vào việc làm của nhà vua mà đặt hiệu bụt, làm như thế tức là con bàn bạc về cha, tôi bàn luận về vua. Thật là vô nghĩa, chấm không chấp nhận điều ấy. Từ nay trở đi, bỏ phép đặt hiệu bụt, chấm là thủy hoàng đế, các đời sau cứ theo số mà tính, nhị thế, tam thế đến vạn thế truyền mãi mãi. Thủy hoàng xét việc năm đức lần lượt thay đổi nhau. Chú thích. Đời tân trở đi thịnh hành thuyết ngũ hành, thuyết này có vũ trụ có năm yếu tố tạo nên đối lập nhau, thay đổi nhau là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhà chu là ứng với yếu tố hỏa nhà tần thắng chu thì tất phải ứng với thủy vì thủy thắng hỏa một khi đã như thế thì màu phải là màu đen đối lập với hỏa là đỏ kim màu trắng tháng phải là tháng 10, số phải là số 6 nguyên lý trị nước phải là pháp luật vân vân nên cho nhà chu được hỏa đức nhà tần thay đức nhà chu thì phải theo cái đức mà hỏa không thắng được từ nay là thủy đức bắt đầu đổi đầu năm việc triều cống chúc mừng đều bắt đầu từ mồng 1 tháng 10, áo quần cơ tiết cơ mau, chú thích Cờ mau làm bằng lông thú, cờ tiết bằng lông chim. Đen, lấy số 6 làm đơn vị, các phù. Chú thích, phù là cái thẻ để làm tin. Vua giữ một nửa và người nhận mệnh lệnh của vua, thường để đi đánh xa, để thực hiện việc gìn giữ một nửa. Khi nào nhà vua muốn sai một người thay thế mình thì giao cho người này cái nửa của mình. Nếu hai cái phủ khớp lại thì đúng là người đến sau thay thế người đến trước để điều khiển quân đội và các mũ đều dài 6 tấc, trục xe 6 thước sáu thước là một bộ. Đi xe sáu ngựa, đổi tên sông Hoàng Hà là Đức Thủy vì cho rằng Thủy Đức bắt đầu, cai trị thì cứng rắn nghiêm nghị, gay gắt, sâu sắc, mọi việc đều dùng pháp luật để quyết định, khắc bạc, không dùng nhân đức. Ân nghĩa, có thế mới hợp với con số năm đức. Do đó, nhà Tần chú ý gay gắt về pháp luật, trong một thời gian dài không tha tội cho ai. Bọn thừa tướng Vương Quán nói, chư hầu vừa bị tiêu diệt, nay các đất yên, tề, kinh đều ở xa nếu không đặt vua thì không làm sao kềm chế được họ xin lập các con trong hoàng tộc làm vua xin hoàng thượng lập theo ý của mình thủy hoàng đưa lời tâu ấy xuống cho các quan bàn bạc các quan đều cho là tiện nhưng đình úy chú thích chức quan nhất về tư pháp lý tư nói vua văn vương vũ vương nhà chu phong con em cùng họ làm vua rất nhiều nhưng về sau dòng họ càng ngày càng xa họ đánh lẫn nhau xem nhau như thù chấm cộng hòa ư hầu càng giết nhau đánh nhau thiên tử nhà chu không làm sao ngăn cấm được nay bốn bể đã nhờ thần linh của bệ hạ mà được nhất thống đều làm quận huyện các con và các công thần đã được thu tô và thuế của nhà nước và được trọng thưởng như thế là đủ lắm rồi làm thế thì dễ cai trị thiên hạ không có ý gì khác đó là cái thuật trị an vậy đặt chư hầu không tiện thủy hoàng nói thiên hạ đều khổ vì việc chinh chiến liên miên đó là do có hầu có vương mà ra nay nhờ tôn miếu Thiên hạ vừa mới được bình định mà lại lập các nước lên thì cũng như là tự gây ra binh đao mà muốn được thái bình nghỉ ngơi, chẳng phải là khó lắm sao điều của Đình Úy nói là đúng."Chú thích: Điều này rất quan trọng, từ tần thủy hoàng trở đi, Trung Quốc về mặt chính trị là thống nhất từ trung ương. Bèn chia thiên hạ làm 36 quận, đặt các quan thú, quý, dám đổi gọi dân là đầu đen."Chú thích: Trước gọi là đàn sau gọi là đầu đen. Mở một bữa tiệc lớn thu tất cả binh khí trong thiên hạ tập hợp ở Hàm Dương, đúc làm chuông, giá chuông và 12 người bằng kim khí mỗi người nặng 1.000 thạch. Đặt ở trong cùng, thống nhất pháp luật, các cân, phép đo lường, các thạch, trượng, thước, trục xe đều dài như nhau, chú thích, trước kia xe trận trục dài ngắn khác nhau, mỗi nước đắp đường vừa đủ cho xe của mình đi, xe nước khác trục dài không thể đi được, chữ viết cùng lối như nhau. Đất đai chạy dài phía đông đến biển và đất Triều Tiên phía tây đến Lâm Thao, Khương Trung, phía nam đến miền cửa nhà quay mặt quay mặt về hướng Bắc, Chú Thích, tức là Nhật Nam, miền Quả Nam. Ý nói miền phía nam mặt trời cố nhiên phải mở cửa về phía Bắc mới có mặt trời, phía Bắc lấy Hoàng Hà làm biên giới và men theo âm sơn đến tận Liêu Đông, sai rời các nhà hào khí trong thiên hạ đến Hàm Dương tất cả 12 vạn nhà. Các miếu cũng như điện trương đài vườn thượng lâm đều ở phía nam sông Vị, mỗi khi lấy được chư hầu, Tần thường vẽ lại các cung nhất của nước đó rồi dựng lên ở phía bắc Hàm Dương. Phía nam các cung điện này nhìn ra sông Vị, từ cửa Ung Môn đến cửa Đông Sông Kinh. Sông Vị, các điện, các cung thất, các đường phức Đạo và các đường Gác, chú thích. Phúc Đạo là đường đi như cầu, bắc từ điện đầu sang điện khác, liền nhau, bắt được bao nhiêu người đẹp và chuông trống của chư hầu đều đưa vào đấy. Năm thứ 27, Thủy Hoàng đi tuần lũng Tây, bắc địa, ra khỏi núi kê đầu sơn đi qua hồi trung sai xây tín cung ở phía nam sông vị sau lại đổi tên tín cung là cực miếu để bắt trước sao thiên cực từ cực miếu có con đường thông lên núi ly sơn sai xây tiền điện cam tuyền đắp đường ống chú thích con đường hai bên là tường để vua đi không ai thấy nó cũng là một kiến trúc phòng ngự thường dùng trong lúc vận chuyển lương thực vì có tường nên quân địch khó lòng cướp chặn được đường lương thực chạy mãi đến hàm dương năm đó thưởng tước một cấp làm những con đường nhà vua đi chú thích đường rộng 51 bộ chạy từ thủ đô đến tận biên giới phía đông và phía nam, hai bên trồng cây. Năm thứ 28, Thủy Hoàng đi về phía đông đến các quận và các huyện, lên núi Châu Dịch, dựng đá cùng các nho sinh nước lỗ bàn việc khắc vào đá để ca tụng công đức nhà tần và bàn việc phong thiện, chú thích. Phong thiện là lễ tế trời, nhà vua sai đắp đất lên một hòn núi cao, thường là núi Thái Sơn để tế. Việc phong thiện thật chỉ bắt đầu từ đời Hán Vũ Đế và tác giả có dành một chương nói tỉ mỉ về việc này. Phong Thiện thư. Đoạn 2. Những chủ trương chính trị lớn và công cuộc kiến trúc của Tần Thủy Hoàng, bỏ một đoạn về những bài thơ ca ngợi công đức của nhà Tần. 3. Năm thứ 33, Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rẻ và những người đi buôn đánh lấy đất lục lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải cho những người bị đi đầy đến đấy canh giữ, ở phía tây bắc, đánh đuổi hung nô từ Du Trung dọc theo sông Hoàng Hà đi về đông đến Âm Sơn, tất cả 31 huyện xây thành trên sông hoàng hà để làm giới hạn lại sai mông điềm vượt sông hoàng hà lấy đất cao khuyết đào sơn bắc giả xây đình và thành lũy ở đấy để đuổi người nhung và đưa những người bị đày đến đấy để ở và lần đầu những nơi này trở thành huyện cấm không được thờ chú thích câu này có lẽ thiếu một chữ nên văn không rõ sao sáng chú thích đây là sao trổi điềm báo có tai họa giặc giả trong sử ký cũng như mọi quyền sử của trung quốc thường có những câu đột ngột như vậy xuất hiện ở phương tây năm thứ 31. Đem đầy những quan coi ngục không thanh liêm đi xây trường thành và đi thú ở đất Nam Việt, Thủy Hoàng đặt tiệc rượu ở cung Hàm Dương, 70 vị bác sĩ đến trúc thọ, quan bộc dịch Chu Thanh thần tiến lên ca ngợi. Ngày xưa đất tần chẳng qua nghìn dặm, nay nhờ bệ hạ thần linh sáng suốt nên bình định được bốn biển, đuổi được man di, mặt trời mặt trăng chiếu đến đâu thì nơi ấy theo phục. Đuổi các nước chư hầu thành quận, huyện, mọi người thấy yên vui, không phải lo về nạn chiến tranh truyền đến vạn đời từ thượng cổ đến nay không ai uy đức bằng bệ hạ thủy hoàng bằng lòng thuần vu việt người tề làm bác sĩ đứng lên nói tôi nghe nhà ân và nhà chu làm vua hơn nghìn năm phong các con em và công thần làm chi nhánh để giúp đỡ cho mình nay bệ hạ có bốn biển nhưng con em vẫn là kẻ thất phu ám chỉ vua tần theo lý tư không chia đất cho anh em mà thống nhất tất cả theo lối cai trị theo quận huyện do các quan lại từ trung ương bổ nhiệm nếu bổng chốc có xảy ra việc như điền thường hay lục khanh điền thường giết vua tề lục khanh chỉ ba họ lớn ở tấn là hàn triệu ngụy đã cướp nước tấn chia làm ba nước thì không ai giúp đỡ làm sao có thể cứu lẫn nhau được trong công việc không bắt trước đời xưa mà có thể lâu dài thì đó là điều chưa hề nghe nói câu này chứng tỏ thuần vu việt đã theo đạo nho nay bọn thanh thần lại xiểm định bệ hạ để làm cho điều sai lầm của bệ hạ thêm nặng như thế không phải là kẻ trung thần thủy hoàng đưa lời can của ông ta xuống các quan bàn Thưa tướng Lý Tư nói, ngũ đế không lập nhau, tam đại, ngũ đế, hoàng đế, chuyên húc, cốc, nghiêu, thuấn, tam đại, hạ, thương, chu. Không bắt trước nhau, đời nào trị dân theo cách của đời đó, không phải vì họ phản lại nhau, chính vì thời thế thay đổi cho nên như vậy, nay bệ hạ lần đầu tiên làm nên nghiệp lớn, dựng lên cái công vạn đời, đó không phải là điều bọn nhà nho ngu ngốc biết được. Lý Tư theo lập trường của phái pháp gia nên rất ghét nhà nho. Và chăng, điều thuận vu Việt nói là những việc của thời tam đại, làm sao có thể đủ cho ta bắt chước trước đây, các nước chư hầu tranh nhau, hậu đãi đón mời những người du thuyết, nhưng bây giờ thiên hạ đã bình định, luật pháp, mệnh lệnh. Đều từ một nơi ban ra, trăm họ làm ăn ra sức lo về nghề nông, nghề công, kẻ sĩ thì học tập pháp luật, mệnh lệnh những điều ngăn cấm, Nay các nho sinh không theo thời nay mà học thời xưa để chê bai thời nay làm cho bọn đầu đen rối loạn. Thần tư này là thừa tướng xin liều chết nói rằng, ngày xưa thiên hạ phân tán rối loạn không ai thống nhất được vì vậy cho nên các chư hầu cùng trị vì một lúc. Khi nói thì, mọi người đều nói việc xưa làm hại việc này, trao chuốt những lời nói xuông làm loạn việc thực, mọi người đều lấy cái học riêng của mình để chê bai những điều nhà vua làm. Một điều buồn cười là cũng chính Lý Tư trước đây lại dâng một bức thư cho vua Tần can nhà vua đừng đuổi những người du thuyết trong ấy có tư. Nhưng nay hoàng đế đã thâu tóm cả thiên hạ, phân biệt trắng đen mà định ra điều duy nhất. Được tôn trọng, những kẻ học nho theo cái học riêng của mình lại cùng nhau chê cười pháp luật rồi đem dạy cho người ta. Khi nghe lệnh ban xuống thì họ đều lấy cái học riêng của mình để bàn tán. Khi vào chiều, thì trong bụng chê bai, ra đường, thì bàn bạc chê vua của mình để lấy danh làm cho khác người để tỏ là cao bay cho kẻ ở dưới phỉ bàng nếu như thế mà không cấm thì ở trên uy thế của nhà vua sẽ bị giảm sút ở dưới các bè đảng sẽ nổi lên nên cấm là hơn thần xin đốt tất cả các sách sử trừ những sách sử của nhà tần chú ý những ngoại lệ trừ những người làm chức bác sĩ ai cất giấu kinh thư kinh thi sách vở của trăm nhà đều đem đến quan thú quan úy mà đốt đi hai người dám bàn nhau về việc kinh thư kinh thi thì chém giữa chợ lấy đời xưa mà chê đời này, thì giết cả họ, quan lại biết mà không tố cáo, thì cũng bị tội, lệnh ban ra trong 30 ngày không đối sách thì khắc vào mặt cho đi thú để xây và canh giữ trường thành, những sách không bỏ là sách thuốc, sách bói, sách trồng cây, ai muốn học pháp luật thì thờ quan lại làm thầy. Chế của nhà vua nói, được, năm thứ 35, sai làm con đường thông từ huyện Cửu Nguyên đến đất Vân Dương, đục núi, lấp các khe núi. Nhờ vậy đường đi suốt và thẳng, Thủy Hoàng cho rằng ở Hàm Dương người thì đông mà cung đỉnh các vua chức thì nhỏ, nói Ta nghe vua văn vương nhà Chu đóng đô ở đất phong và vũ vương đóng đô ở cảo, miền giữa phong và cảo là đô của đế vương. Bèn sai xây cung đế tiếp các triều thần ở phía nam sông Vị, trong vườn thượng lâm trước tiên sai xây cái điện đàng trước của cung A phòng dài 500 bộ từ đông sang tây, rộng 50 trượng, một bộ năm thước, một trượng 10 thước, từ nam đến bắc, ở trên có thể ngồi một vạn người ở dưới có thể cắm cờ cao nam trượng xung quanh sai làm đường gác từ dưới điện chạy thẳng cho đến đỉnh núi nam sơn sai dựng một cái cửa ở núi nam sơn làm đường phước đạo từ cung a phòng vượt qua sông vị đi mãi đến hàm dương để bắt chước con đường của sao thiên cực sau này qua sông ngân hà đến tận sao dinh thất khi cung a phòng chưa xây xong nhà vua muốn tìm một cái tên đẹp mà gọi vì cung này gần cung thất nhà vua cho nên thiên hạ gọi nó là cung a phòng a có nghĩa là gần đưa những người bị tội thiến ở Ấn cung hơn 70 vạn người, con số kinh khủng, chia nhau xây cung A phòng hoặc đắp núi Ly Sơn, lấy cái quát bằng đá ở núi Bắc Sơn, lấy gỗ từ đất thục, đất kinh trở về đến nơi ấy. Ở Quan Trung, số cung đến 300 cái. Ở ngoài Quan Trung hơn 400 cái, Thủy Hoàng Bèn sai dựng đá ở bờ biển Đông Hải thuộc đất Cù để làm cửa phía đông của Tần, nhân đấy rời 3 vạn nhà đến Ly ấp phẩy 5 vạn nhà đến Vân Dương những này đều được tha việc công dịch 10 năm. Lưu sinh, Lưu sinh được Tần Thủy Hoàng phái đi tìm thuốc tiên trước đấy 3 năm, nói với Tần Thủy Hoàng, bọn thần đi tìm cây chi là thứ thuốc lạ nhưng thường không gặp tiên. Khái niệm con người bất tử chỉ xuất hiện từ thời chiến quốc, sách trang tử gọi là chân nhân về sau gọi là tiên, xem ra có vật chi cản trở. Trong pháp thuật, Nguyên văn trong những nguyên tắc của những người phương sĩ phương sĩ là hạng người tương tự như phù thủy, dùng phù phép ma thuật để mê hoặc người ta, có phép vi hành để tránh ác quỷ, tránh được ác quỷ thì chân nhân mới đến. Nếu kẻ bầy tôi biết được nơi nhà vua ở thì có hại đến thần, bậc chân nhân đi vào nước không ướt, đi vào lửa không cháy, bay lên mây, cùng trường thọ với trời đất. Nay nhà vua cai trị thiên hạ vẫn chưa nghĩ ngơi được chút gì, xin nhà vua ở cung nào đừng cho ai biết, thì sau đó mới có thể lấy thuốc bất tử. Thủy Hoàng nói, ta rất thích bậc chân nhân và tự coi là chân nhân chứ không gọi là chẫm. Thủy Hoàng Bèn ra lệnh. Trong vòng 200 dặm xung quanh Hàm Dương phẩy 270 cung điện ở đấy có đường phức đạo và đường ống liền nhau, đem màn trướng, chống chiêng cùng gái đẹp đưa vào các cung không cho xe dịch. Vua đến đâu nếu có kẻ nào nói nơi nhà vua ở thì bị tội chết. Thủy Hoàng đến cung lương sơn đứng trên núi thấy xe, quân kỵ của thừa tướng rất đông, không bằng lòng, có kẻ nói với thừa tướng. Sau đó thừa tướng bớt xe và quân kỵ đi, Thủy Hoàng nổi giận nói. Thế nào cũng có người tiết lộ điều ta đã nói. Khi cha xét thì không ai thú. Nhà vua bèn sai bắt tất cả những người ngồi cạnh lúc nhà vua nói và giết đi. Chú thích. Đời tân Thủy Hoàng còn có những hành động võ đoán hơn các vua nô lệ thời La Mã. Từ đó về sau, không ai biết nhà vua đi đâu. Khi nghe công việc thì quân thần chỉ nhận được những điều đã quyết định. Mọi việc đều giải quyết ở trong cung Hàm Dương. Hầu sinh và lưu sinh bàn nhau thủy hoàng tính khí bướng bỉnh gan rỡ chỉ nghe theo mình xuất thân là chư hầu thâu tóm cả thiên hạ ý chí tự đắc muốn gì được nấy tự cho rằng từ xưa đến nay không ai bằng mình chuyên dùng bọn pháp quan bọn pháp quan được yêu quý bác sĩ tuy có 70, người nhưng chỉ cho đủ số chứ không được dùng thưa tướng và các quan đại thần đều nhận được những điều đã quyết định xong còn việc làm là ở nhà vua nhà vua thích việc hình phạt chém giết để giao uy thiên hạ sợ tội muốn giữ bổng lộc không ai dám hết lòng chung. Nhà vua không nghe nói đến sai lầm của mình nên ngày càng kiêu ngạo. Ở dưới thì sợ nép một bề, nói dối để được dung thân. Theo phép nhà tần không được làm hai nghề, làm sai là chết ngay. Những kẻ xem sao, khí mây, chú thích. Để đoán điềm lành. Điềm giữ, có đến 300 người đều là những người giỏi nhưng đều sợ hãi, trốn tránh a không nói những sai lầm của nhà vua công việc trong thiên hạ không kể lớn nhỏ đều do nhà vua quyết đoán. Đến nổi nhà vua phải lấy thạch, chú thích. Một thạch nặng 120 cân, mà cân giấy tờ. Một ngày một đêm không làm đủ một thạch thì không được nghĩ ngơi chấm co. Nếu người tham quyền thế như vậy không thể nào tìm thuốc thiên cho ông ta được. Hai người bèn bỏ trốn. Thủy Hoàng nghe nói họ bỏ trốn thì nổi giận. Nói, trước đây ta thu các sách trong thiên hạ, sách nào không dùng được thì bỏ đi, Sai triệu tập tất cả những người có văn học và những phương sĩ, thuật sĩ rất đông muốn làm cho thiên hạ Thái Bình. Ta triệu tập bọn thuật sĩ là muốn họ tìm thuốc lạ, nay nghe nói bọn hàn chúng bỏ đi không báo với ta. Bọn từ phúc làm tốn kém hàng ức vạn, nhưng cuối cùng vẫn không được thuốc. Ngày ngày chỉ nghe chúng nói nhau về việc tham lợi riêng của chúng. Bọn lương sinh được ta tôn quý, thưởng cho rất nhiều nhưng lại phỉ báng ta để làm nặng điều sai lầm của ta. Bọn nhà nho ở Hàm Dương được ta sai người hỏi thì có kẻ đặt ra những lời nói. Nhàm để làm loạn bọn đầu đen. Bèn sai ngự sử xét tất cả các nhà nho, các nhà nho tố giác lẫn nhau. Có hơn 460 người phạm điều đã cấm. Thủy Hoàng sai chôn sống tất cả ở Hàm Dương, báo cho thiên hạ biết để làm dân. Sau đó lại sai đầy biên giới nhiều người bị tội để đi thú. Con cả của Thủy Hoàng là Thu Tô Can. Thiên hạ mới được bình định, những kẻ đầu đen ở phương xa vẫn chưa theo ta. Các nho sinh đều học theo khổng tử nay bệ hạ dùng theo pháp luật nặng để trói buộc họ thi thân sợ thiên hạ không yên. Xin bệ hạ nghĩ đến điều đó. Thủy Hoàng nổi giận sai phù tô đi lên miền Bắc để giám sát bông điềm ở Thượng Quận. Năm thứ 36, sao huynh hoặc ở vào khu vực của sao tâm, có ngôi sao rơi xuống đông quận, khi rơi xuống đất thì thành đá, có bọn đầu đen khắc vào đá. Thủy Hoàng chết thì đất bị chia, Thủy Hoàng nghe tin ấy, sai ngự sử tra hỏi, nhưng không ai thú bèn bắt tất cả những người ở gần đấy giết đi và đốt chảy hòn đá thủy hoàng không vui sai các bác sĩ làm thơ ca ngợi tiên và chân nhân cùng những nơi trong thiên hạ mà mình đã đi chơi sai nhạc công ca và đàn hát những bài ấy mùa thu sứ giả đang đêm từ quan đông đi qua hoa âm trên đường bình thư có người cầm ngọc bích chặn đường sứ giả mà nói ông làm ơn đưa viên ngọc cho hạo trì nhân đấy nói rằng năm nay thì tổ long chết sứ giả hỏi tại sao người ấy biến mất để lại viên ngọc bích ở đấy sứ giả cầm ngọc bích kể lại đầu đuôi cho nhà vua nghe thủy hoàng nín lặng hồi lâu nói quỷ núi chẳng qua chỉ biết việc xảy ra trong một năm mà thôi khi vào cung nói tổ long chú thích tổ là đầu cũng như thủy long là chỉ nhà vua tổ long cũng như thủy hoàng đó là tổ tiên của người Vua sai ngự phủ xem ngọc bích thì đó là viên ngọc nhà vua để chìm khi vượt qua trường giang năm thứ 28. Thủy Hoàng sai bói trong quẻ nói, đi chơi thì tốt. Thủy Hoàng bèn sai rời ba vạn nhà đến du trung ở Bắc Hà, thưởng cho các quan thêm một cấp. Chú thích, đoạn ba cách Thủy Hoàng đối xử với đạo nho, bách gia và bọn phương sĩ. 4. Tháng 10 năm thứ 37, 211 trước công nguyên, ngày quý sửu, Thủy Hoàng đi chơi, tả thừa tướng Lý Tư đi theo hữu thừa tướng khứ tật ở nhà, hồ hợi, con nhỏ của Thủy Hoàng, được nhà vua yêu mến xin đi theo, vua bằng lòng, tháng 11, đi đến Vân Mộng, tế vua thuấn ở núi Cửu Nghi, đi thuyền qua sông Trường Giang xem tích kha vượt qua bãi ngoài biển, qua đan dương đến tiền đường. Đi đến Chiết Giang gặp lúc sóng to nên đi về phía tây 120 dặm, qua sông ở nơi dòng sông hẹp, lên cối kê tế vua Vũ, nhìn ra biển Nam Hải khắc công đức nhà Tần, bỏ một đoạn gồm những bài thơ ca ngợi, sau đó trở về đi qua đất ngô theo sông trường giang qua đò ở giang thặng và đi dọc theo bờ biển lên phía bắc đến đất lang gia bọn phương sĩ từ phúc ra ngoài biển tìm thuốc thần mấy năm không được tốn kém rất nhiều chúng sợ bị trừng trị bèn lừa dối nói rằng thuốc của bồng lai có thể lấy được nhưng bị con cá dao lớn làm khổ cho nên không đến được xin nhà vua cấp cho người thiện xạ cùng đi lấy cái nỏ bắn nhiều phát một lúc để bắn thủy hoàng nằm mơ thấy mình đánh nhau với thần biển hình người bèn hỏi người đoán mộng Bác sĩ nói, thủy thần không thể trông thấy nên hiện thành con cá dao, xin nhà vua cầu khấn, thờ phụng có đủ lễ vật thì mới chứ được thứ thần ác và làm cho thần thiện có thể đến được. Nhà vua bèn sai người ra biển mang đồ bắt cá lớn, còn tự mình cũng làm nỏ bắn nhiều phát một lúc, chờ khi nào cá lớn xuất hiện thì bắn. Nhà vua đi từ lang ra về phía bắc đến núi Huỳnh Thành nhưng không thấy cá, đến chi phủ thì thấy cá lớn, giết chết một con, sau đó đi dọc theo đường biển, khi đi về phía tây đến bến Bình Nguyên thì bị bệnh. Thủy Hoàng ghét người ta nói đến việc chết, cho nên quần thần không ai dám nói với nhà vua về việc chết. Khi bệnh càng nặng, nhà vua bèn viết thư đóng dấu của vua gửi đến công tử Phu Tô nói, con về Hàm Dương với đám tang và trôn cất ta ở đấy. Bức thư đã niêm phong ở trong phủ trung sa thuộc quyền triệu cao. Bức thư có dấu của nhà vua làm tin chưa giao cho sứ giả, thì ngày bính dần, tháng 7, Thủy Hoàng chết ở Bình Đài, thuộc đất Sa Khâu đoạn bốn cái chết của Thủy Hoàng. Năm, thừa tướng Lý Tư thấy nhà vua chết ở xa Kinh Đô, sợ các công tử và thiên hạ có biến loạn, bèn giấu kín điều đó, không báo tang, chờ quan tài trong một cái xe mắt, xe có cửa mở ra thì mát, đóng lại thì ấm, cho một người hoạn quan được vua yêu, ngồi trong xe, đến đâu thì dâng thức ăn, trăm quan vẫn tâu việc như thường. Viên hoạn quan ở trong xe nghe lời tâu, liền bảo, được, chỉ có hồ hợi, triệu cao và một vài hoạn quan thân tín của nhà vua. Tất cả có năm sáu người biết là nhà vua đã chết. Triệu Cao trước đây đã có lần dạy Hồ Hợi học viết cùng với pháp luật, mệnh lệnh. Hồ Hợi yêu quý Triệu Cao, Triệu Cao bèn cùng công tử Hồ Hợi và thừa tướng Lý Tư âm mưu phá hủy bức thư của Thủy Hoàng gửi cho công tử Phú Tô, mà bị đặt thành ra chuyện thừa tướng Lý Tư đã nhận được tờ chiếu của Thủy Hoàng ở Sa Khâu, trước khi chết bảo lập Hồ Hợi làm thái tử, lại là một bức thư khác gửi cho công tử Phú Tô và mông điểm kể tội hai người, ra lệnh cho hai người phải chết. Câu chuyện này nói kỹ trong chuyện Lý Tư, xem Lý Tư liệt chuyện, đoạn nói về âm mưu của triệu cao hết sức sinh động xem quyển 2. Xe đi từ tỉnh hình đến cửu nguyên, gặp lúc trời nắng, chiếc xe mát phát ra mùi thối, bèn sai các quan đi theo trở trên xe một thạch cá muối để đánh lẫn mùi thối, nhận xét tuy nhỏ, nhưng rất mỉa mai, đi theo đường thẳng đến Hàm Dương, báo tang. Thái tử Hồ Hợi lên nối nghiệp làm nhị thế hoàng đế. Tháng 9, chôn Thủy Hoàng ở Ly Sơn. Khi Thủy Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn, đến khi thôn tính được thiên hạ, thì rời hơn 70 vạn người trong thiên đảo ba con suối, ở dưới đổ đồng và đưa quách vào. Đem những đồ quý báu của các cung, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới, lại sai thợ làm máy bắn tên, có ai đào gần đến gần thì bắn ra, sai lấy Thủy Ngân là 100 con sông, sông Trường Giang sông Hoàng Hà và biển lớn. Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào nhau, ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy dầu cá nhân ngư, con hải báo, để tháp đuốc, chủ tính thế nào để cháy lâu không tắt. Nhị thế nói, những người ở hậu cung của tiên đế nếu không có con à cho ra ngoài thì không tiện, sai chôn theo tất cả. Số người chết rất nhiều, sau khi chôn cất xong, có người nói, những người thợ làm máy và cất dấu đều biết chỗ cất dấu, thế nào họ cũng tiết lộ việc lớn. Cho nên sau khi cất dấu xong, sai đóng đường hầm đi đến huyệt, lại sai đóng cửa ngoài cửa hầm. Những người thợ và những người cất dấu của cải không làm sao thoát ra được. Khái niệm về người đối với nhị thế cũng như là súc vật, rồi sai trồng cây, trồng cỏ lên trên để có vẻ như cái núi. Đoạn 5, những biến cố xảy ra sau khi Thủy Hoàng chết. 6. Năm thứ nhất, đời nhị thế hoàng đế, hai trăm linh trước công nguyên nhị thế lên ngôi lúc hai mươi tuổi triệu cao làm lang trung lệnh được tin dùng nhị thế ra chiếu sai tăng thêm các vật tế ở miếu tần thủy hoàng cũng như nghi lễ tế các thần núi thần sông ra lệnh cho quần thần bàn việc suy tôn miếu của thủy hoàng quần thần đều dập đầu nói ngày xưa thiên tử có bảy miếu chư hầu có năm miếu đại phu có ba miếu tuy đến vạn đời cũng không bỏ cái lễ ấy nay thủy hoàng làm cực miếu trong bốn biển đều biến cống vật tặng các vật tế, lễ rất đầy đủ, không còn thêm gì được nữa. Miếu của tiên vương hoặc ở Tây Ung hoặc ở thành Hàm Dương, thiên tử theo nghi lễ chỉ nên hiến rượu ở miếu Thủy Hoàng thôi. Bỏ tất cả nhóm bảy miếu xây từ tương công trở xuống, mỗi vua chết đi xây bảy miếu để thờ, làm thành một nhóm bảy miếu. Làm như vậy là hủy bỏ các miếu từ trước của các vua, chỉ giữ những miếu thờ Thủy Hoàng. Quân thần đều theo lễ đến cúng để tôn miếu của Thủy Hoàng làm tổ miếu của các vị đế nhà vua lại tự xưng là trẫm nhị thế bản với triệu cao trẫm tuổi còn nhỏ mới lên ngôi bọn đầu đen chưa theo tiên đế trước đây đi tuần hành các quận và các huyện để tỏ uy thế làm bốn biển phục tùng nay nếu trẫm để yên không tuần hành tức là tỏ ra mình yếu không làm cho thiên hạ thần phục mùa xuân nhị thế đi về hướng đông đến các quận các huyện lý tư đi theo đến kiệt thạch Nhị thế đi theo bờ biển phía nam đến cối kê rồi khắc lên tất cả những cái bia thủy hoàng đã dựng nên. Bên cạnh những cái bia này, dựng một cái bia viết tên các vị quan to đi theo để nêu cao công lao và đức lớn của tiên đế. Hoàng đế nói, những điều khắc trên vàng trên đá đều là những điều thủy hoàng đế đã làm, ta nay tuy nối tức hiệu của người, nhưng những lời khắc trên vàng, trên đá đều còn rất xa không thể sánh với công đức của người. Những người làm vua sau này nếu khác thì chớ sánh ngang với công lao và đạo đức to lớn của người. Thừa tướng Lý Tư, Khứ Tật, Ngự Sử Đại Phu là Đức Liều Chết nói. Chúng tôi xin khắc chiếu thư này ở khắp nơi và khắc lên đá để cho sáng rõ. Chúng tôi Liều Chết xin làm thế. Chế đưa ra nói. Được. Nhị thế đến Liêu Đông rồi trở về. Nhị thế bèn theo mưu mô triệu cao, tăng thêm nhiều luật lệ mệnh lệnh. Nhị thế bản mưu với triệu cao, các quan đại thần không phục, quan lại còn mạnh. Các công tử thế nào cũng tranh nhau với ta. Bây giờ nên làm thế nào? Triệu Cao nói, thần vốn muốn nói điều ấy đã lâu, nhưng chưa dám nói. Các quan đại thần của tiên đế đều là những người có danh tiếng và quyền quý đã mấy đời, công lao trồng chất truyền lại đời đời. Nay Cao vốn là người hèn mọn được bệ hạ thương đến cho làm ở địa vị trên. Lo những công việc quan trọng nhất, các quan đại thần đều bực bội chỉ theo thần ngoài mặt, chứ trong lòng thực không phục, nay bệ hạ đi ra, không nhân cơ hội này xét những người làm thú, làm úy trong các quận, các huyện, thấy người nào có tội thì giết đi, trước hết để giao ai với thiên hạ, sau đó để trừ những người bình sinh bệ hạ không thích. Trong lúc này không thể theo văn mà phải dùng võ lực để quyết định, xin bệ hạ theo thời mà làm đừng nghi ngờ gì và quần thần không được bàn bạc, vị vua sáng thu nhận, cất nhắc những người dân hèn, người nào hèn thì cho họ được sang người nào nghèo thì cho họ được giàu người nào xa thì cho họ được đến gần làm như thế trên dưới sẽ theo mà nước được an nhị thế nói phải đấy bèn giết các quan đại thần và các công tử tội lỗi liên lụy đến những viên quan nhỏ hầu hạ nên họ cũng đều bị giết các quan tam lang những người làm trung lang ngoại lang tân lang không còn ai sống sót sáu vị công tử bị giết ở đất đỗ Công tử tương lư anh em ba người bị tù ở trong nội cung, bị luận tội sau cùng. Sau đó nhị thế sai sứ giả bảo với tương lư. Công tử không làm tròn phận sự bầy tôi, tội đáng chết, quản lại đến thi hành pháp luật. Tương lư nói. Nghi lễ trong chiều tôi chưa bao giờ không theo, ngôi thứ ở chốn miếu đường, tôi chưa bao giờ dám làm sai. Nhận mệnh lệnh và ứng đối tôi chưa bao giờ dám lỡ lời bỏ không làm nhiệm vụ bày tôi là thế nào xin ông cho biết tội để rồi chịu chết. Sứ giả nói, tôi không được bàn việc ấy, chỉ mang thư đến đây làm tròn phận sự. Tương Lư bèn ngẩng đầu lên trời kêu to ba tiếng, trời ơi ta không có tội. Anh em ba người đều khóc và tuốt kiếm tự sát. Cả tôn thất run sợ, quân thần ai can ngăn thì phạm tội phỉ báng. Các quan đại thần thì lo giữ lộc để được yên thân, những kẻ đầu đen thì sợ hãi. Tháng 4, nhị thế trở về đến Hàm Dương nói tiên đế cho triều đình ở hàm dương nhỏ nên sai xây cung a phòng nhà cửa chưa xong thì mất người ta bỏ việc ấy lo đổ đất lại lên ly sơn ý nói hoãn việc xây a phòng để xây lăng cho thủy hoàng vì xây lăng thì phải đào đất bỏ quan tài xuống rồi lại đổ đất lên nên nói đổ đất lại công việc ở ly sơn đã xong nay nếu ta bỏ cung a phòng không làm thì tức là nêu rõ việc làm của tiên đế là sai lầm vì vậy lại làm cung a phòng để bên ngoài gia uy với tứ di danh từ chung để chỉ những dân tộc ở ngoài địa bàn Trung Quốc, như kế của Thủy Hoàng. Sai trưng tập tất cả những kẻ bắn giỏi gồm 5 vạn người lập đồn để bảo vệ Hàm Dương. Sai dạy bắn, lúc bây giờ phải nuôi chó, ngựa, chim muông rất nhiều, việc cung cấp không đủ. Nhà vua sai các quận và các huyện chuyên chờ đồ, lúa, cỏ, dơm. Người nào cũng phải thân hành mang lương thực mà ăn, không được ăn gạo trong vòng 300 dặm của thành Hàm Dương. Pháp luật lại càng nghiêm ngặt Đoạn 5, nhị thế nghe theo triệu cao lại càng thiên về việc giết chóc, đàn áp và xây dựng cung thất. 7. Tháng 7, bọn lính thú là Trần Thắng, xem Trần Thiệp thế ra, làm phản ở đất kinh ngày trước, hiệu là Trương Sở, Trần Thắng tự lập làm vua sở, thắng ở đất Trần Sai các tướng đi triệu hàng các nơi, những người trai tráng ở các quận, các huyện Sơn Đông. Chú thích, chú ý Sơn Đông ở đây là chỉ miền đất ở phía đông núi Hào Sơn, tức là tất cả sáu nước, con miền đất ở phía tây tức là nước Tần chứ không phải Sơn Đông bây giờ, bị khổ sở vì bọn quan lại nhà Tần, đều giết bọn thú, quý, lệnh, thừa, chú thích, trong một quận có quan thú coi việc chính trị, quan úy coi về quân sự. Trong một huyện có lệnh và dưới lệnh có thừa, đây nói giết những người cầm đầu các quận và các huyện, làm phản để hưởng ứng Trần Thiệp lập nhau làm hầu, vương, liên hợp với nhau đi về hướng tây, lấy danh nghĩa đánh Tần, đồng không kể xiết quan yết giả từ hướng đông lại báo với nhị thế về việc dân làm phản, nhị thế nổi giận giao yết giả cho quan lại trừng trị. Sau đó có sứ giả đến, nhà vua hỏi thì họ đều nói, bọn ăn trộm đang bị các thú và các úy ở quận đuổi bắt, bây giờ đã bắt hết không cần phải lo nữa. Nhà vua bằng lòng, vũ thần tự lập làm triệu vương, ngụy cứu làm ngụy vương, điền đam làm tề vương, bái công nổi dậy ở đất bái, hạng vũ giấy binh ở cối kê năm thứ hai, 208 trước công nguyên, mùa đông, Trần Thiệp sai bọn Chu Trương đem binh đi về hướng Tây, chú thích, vì Tần ở phía Tây, nên hệ nói đi về hướng Tây, sang Tây là đi về hướng nước Tần, còn đi về Đông, sang Đông là đi về các nước khác, đến đất Hí, binh mấy mươi vạn, nhị thế hoảng sợ bàn với quân thần. Bây giờ làm thế nào? Trương Hàm làm thiếu phủ nói, bọn giặc đã đông và mạnh, nay nếu đem binh ở các huyện đến thì không kịp nữa. Những người bị đầy phải làm ở ly sơn rất đông xin tha cho họ, giao cho họ binh khí để đánh giặc. Nhị thế liền đại xá thiên hạ, sai trương hàm cầm quân phá quân của Chu Trương. Chu Trương bỏ chạy, sau đó giết Chu Trương ở Tào Dương. Nhị thế lại sai thêm trưởng sử là Tư Mã Hân và Đồng Ế giúp Trương Hàm đánh quân giặc, giết Trần Thắng ở Thành Phụ, phá tan quân của Hạng Lương ở Định Đào, tiêu diệt quân của Ngụy Cửu ở Lâm Tế, các danh tướng của giặc ở đất sở đều đã chết rồi. Trương Hàm bèn đem quân đi về hướng Bắc vượt Hoàng Hà để đánh vua Triệu là Yết ở Cự Lộc. Triệu Cao nói với nhị thế: Tiên đế cai trị thiên hạ đã lâu cho nên quân thần không dám làm bậy, nhưng bệ hạ bây giờ còn trẻ, mới lên ngôi, lẽ nào lại bàn bạc công việc ở triều đình với các công khanh, lỡ ra mà có điều sai sót tức là để lộ chỗ kém của mình cho quân thần thấy, thiên tử tự gọi là chậm nghĩa là người ta không nghe tiếng nói. Do đó nhị thế thường ở trong cung cấm quyết định mọi việc với triệu cao về sau các công khanh ít khi được chiều kiến giặc cướp càng ngày càng nhiều binh của quan trung đưa ra hướng đông để đánh giặc cứ phải đi mãi không thôi hữu thừa tướng là khứu tật tả thừa tướng là lý tư tướng quân là phùng kiếp can nhà vua nói ở quan đông bọn giặc nhao nhao nổi lên tần đem quân trừ khử giết cũng rất nhiều nhưng vẫn không thôi giặc phần lớn là những người đi thú và lo vận chuyển trên cạn dưới nước họ làm giặc vì việc xây đắp khổ cực vì thuế má nặng xin đình việc xây đắp ở cung a phòng giảm bớt lính thú ở các biên giới nhị thế nói ta nghe hàn phi chú thích hàn phi là một du thuyết nổi tiếng chủ trương thuyết dùng pháp luật trị nước gọi là phái pháp gia vì lý tư ghen tải nên suối nhà vua giết chết nhắc lại lời của hàn phi là ý chế nhạo lý tư nói nghiêu thuấn có kèo nhà bằng gỗ đẽo mà không bảo tranh mái nhà không cắt phẳng uống chén đất, ăn bát bằng sành, một người giữ cửa ăn cũng không đến nỗi kém như thế. Vua hạ vũ đục núi Long Môn để cho nước thông với đại hạ, khơi dòng cho nước ứ động ở sông Hà đi ra biển, thân mình mang thuộc để đắp đất, chân không còn lông, dù bọn tôi tớ và bọn tù cũng không khổ sở đến thế. Con người có thiên hạ sở dĩ được tôn quý là vì có thể làm thỏa chí. Theo sở thích của mình, muốn gì được đấy, nhà vua cứ làm cho những pháp luật rõ ràng thì ở dưới không ai dám làm điều bậy và như vậy là khống chế được thiên hạ các vua như vua thuấn vua vũ tuy có cái địa vị cao sang là làm thiên tử nhưng thực ra họ ở nơi cùng khổ để nêu gương cho trăm họ như thế có gì đáng bắt chước chẫm được tiếng là vạn thặng chú thích theo quy chế nhà chu thiên tử có thể có một vạn cổ xe cho nên nói thiên tử người ta thường gọi là vạn thặng nhưng thực ra không có ta muốn là một đoàn xe nghìn cỗ để đi theo sau là một vạn cỗ để xứng với tôn hiệu của ta và chăng, tiên đế nổi lên từ địa vị chư hầu rồi thôn tính thiên hạ, thiên hạ đã được bình định rồi lại đuổi tứ di ở bên ngoài để giữ an biên giới, xây cung thất để nêu cao ý thích của mình. Người xem công nghiệp của tiên đế đã được tiếp tục như thế nào? Nay ta lên ngôi trong vòng hai năm, bọn giặc nổi lên, nhà ngươi không cấm được họ lại muốn bỏ điều tiên đế làm, như thế thì trước hết không có gì báo ơn tiên đế, sau nữa không tận trung hết sức với chẫm, còn giữ chức làm gì? Bèn giao cho quan lại bắt khứ tật Lý Tư, Phùng Kiếp, xét các tội khác. Khứ Tật và Phùng Kiếp nói, kẻ làm tướng quân và thừa tướng không chịu nhục. Bèn tự sát, Lý Tư bị tù và chịu năm hình phạt, khắc chữ vào mặt, cắt mũi, chặt hai chân, đánh chết, chặt đầu, bêu thay ngoài chợ. Năm thứ ba, đời tân nhị thế, Trương Hàm cầm quân vây thành cự lộc, thượng tướng quân của sở là hạng vũ cầm đầu quân sở đến cứu cự lộc. Mùa đông, triệu cao làm thừa tướng, xét án lý tư rồi giết lý tư mùa hạ bọn trương hàm đánh bị thua mấy lần nhị thế cho người đến trách trương hàm trương hàm sợ sai trưởng sử là tư mã hân đến trình việc triệu cao không cho tiếp kiến lại tỏ ra nghi ngờ tư mã hân sợ bỏ trốn triệu cao sai người đuổi theo nhưng không bắt được tư mã hân đến gặp trương hàm nói ở trong triều triệu cao hoành hành tướng quân có công cũng bị giết không có công cũng bị giết hạng vũ đánh quân tần rất gấp cầm tù vương ly bọn Trương Hàm bèn đem binh đầu hàng chư hầu, đoạn sáu dân chúng đổi dậy, quân tần thua to. 8. Tháng 8 ngày kỷ hợi, Triệu Cao muốn làm phản, nhưng sợ quần thần không nghe, nên trước tiên phải thử, y dâng nhị thế một con hươu, và bảo rằng đó là con ngựa. Nhị thế cười nói, Thưa tướng lầm đấy chứ sao lại gọi con hươu là con ngựa nhị thế hỏi các quan xung quanh. Những người xung quanh im lặng, có người nói là ngựa để vừa lòng triệu cao. Cũng có người nói hươu, nhân đấy triệu cao để ý những người nào nói là hưu để dùng pháp luật trị tội sau đó quần thần đều sợ cao trước đấy cao thường nói bọn ăn trộm ở quan đông không làm được gì nhưng đến khi hạng vũ đã cầm tù được tướng tần là vương ly ở chân thành cự lộc và đem quân tiến đánh bọn trương hàm bị thua trận rút lui dâng thư xin tiếp viện các nước yên triệu tề sở hàn ngụy đều lập vua từ quan trung về phía đông phần lớn nhân dân đều chống lại quan lại nhà tần hưởng ứng theo chư hầu chư hầu đều đem tất cả nhân dân đi về hướng tây bái công cầm mấy vạn quân đã làm cỏ thành vũ quan cho người bàn riêng với triệu cao triệu cao sợ nhị thế giận giết cả mình bèn cáo bệnh không đi trầu nhị thế nằm mộng thấy con hổ trắng cắn chết con ngựa bên trái trong cỗ xe của nhà vua trong lòng không vui nhị thế lấy làm lạ hỏi người bói mộng người bói mộng nói nguồn gốc của tai họa là do sông kinh nhị thế bèn ăn chay ở vọng di cung muốn cúng sông kinh dìm bốn con ngựa trắng xuống sông và sai sứ giả trách triệu cao về việc giặc cướp triệu cao sợ bèn bàn mưu quy tội cho chúng ta ta muốn thay đổi vua lập công tử anh tử anh là người nhân đức cần kiệm trăm họ đều kính trọng lời nói của ông ta triệu cao liền sai lang trung lệnh làm nội ứng giả vờ báo cáo có giặc lớn sai diễm nhạc triệu tập các tướng đem quân đuổi giặc ép mẹ của diễm nhạc đưa vào nhà của cao vì sợ diễm nhạc phản mình nên phải nắm lấy mẹ y làm con tin. Xe diễm nhạc cầm hơn một nghìn người đến cửa vọng di cung, nhạc trói người vệ binh giữ cung và các bộc xa, chức quan võ nhỏ, mà nói. Quân giặc đã vào thành tại sao không ngăn cản chúng lại, viên quan giữ thành nói. Ở những nhà xung quanh thành, tôi đã bố trí binh sĩ rất cẩn thận làm sao lại có giặc dám vào cung được. Diễm nhạc bèn chém quan giữ thành, đem quân đi vào, vừa đi vừa bắn. Các quan lang và bọn hoạn quan hoảng hốt, có người bỏ chạy, có người kháng cự, ai kháng cự thì chết, chết tất cả mấy mươi người. Lang Trung Lệnh và Diễm Nhạc đều bước vào, bắn vào cái màn nhị thế ngồi. Nhị thế nổi giận gọi những người hầu đến. Mọi người đều hoảng sợ, không dám chống cự, chỉ có một viên hoạn quan hầu ở bên cạnh không dám bỏ đi. Nhị thế bước vào cuối chương nói, Tại sao nhà ngươi không báo với ta từ trước để đến nỗi gặp tình cảnh này? Viên hoạn quan nói, thần sở dĩ được sống là nhờ không dám nói nếu nói trước thì thần đã bị giết rồi làm sao còn sống đến ngày nay được diễm nhạc tiến đến trước mặt nhị thế mắng túc hạ kiêu ngạo nga ngược giết người vô đạo thiên hạ đều phản lại túc hạ túc hạ liệu xem mình nên như thế nào nhị thế nói ta có được gặp mặt thừa tướng hay không không được ta muốn làm vua một quận diễm nhạc không cho nhị thế đành nói muốn làm vạn hộ hầu cũng không cho nhị thế nói xin làm bọn đầu đen với vợ con cũng như các công tử khác diễm nhạc nói tôi vâng lệnh thừa tướng vì thiên hạ giết túc hạ tuy túc hạ có nhiều lời tôi cũng không dám báo lại diễm nhạc vẫy cờ cho binh sĩ tiến đến nhị thế tự sát diễm nhạc quay về báo với triệu cao triệu cao bèn triệu tập tất cả công tử và các đại thần báo việc giết nhị thế nói nguyên nước tần là một vương quốc Thủy Hoàng làm vua cả thiên hạ, nên xưng đế, nay sáu nước lại tự lập. Đất đai của tần càng nhỏ đi, làm đế là chỉ có cái tên hão mà thôi, như thế không nên, nên làm vương như trước, bèn lập con người anh của nhị thế là công tử anh, làm tần vương, sai trộn nhị thế theo lễ một thường dân ở phía nam đất đỗ, trong vườn nghi xuân, bảo tử anh, trước khi ra miếu để nhận ấn làm vua, phải ăn chay năm ngày, đoạn bảy, nhị thế bị triệu cao giết. 9. Từ anh bàn với hai người con. Thừa tướng Triệu Cao giết nhị thế ở vọng di cung. Sợ bị quần thần giết nên giả vờ lập ta. Ta nghe nói Triệu Cao đã giao ước với sở tiêu diệt dòng họ nhà tần. Và làm vương ở quan trung. Nay ông ta bảo ta ăn chay. Ra miếu. Tức là muốn nhân đấy giết ta ở trong miếu. Ta cáo bệnh không đi. Thừa tướng thế nào cũng thân hành đến. Khi đến thì ta sẽ giết. Triệu Cao sai người mời tử anh mấy lần. Tử anh không đi. Quả nhiên. Triệu Cao thân hành đến hỏi. Việc tôn miếu là việc quan trọng. Tại sao nhà vua lại không đi? Tử Anh bèn cầm giáo đâm chết Triệu Cao ở trai cung, giết ba họ, cha mẹ, anh em, vợ con, có sách nói cha, mẹ, vợ. Triệu Cao để nêu gương cho dân Hàm Dương. Tử Anh làm vua Tần được 46 ngày thì tướng sở là bái công, đã phá quân Tần vào quan trung, sau đó đến bái thượng, sai người bảo Tử Anh đầu hàng. Tử Anh bèn buộc dây ấn vào cổ, tỏ ra sẵn sàng thắt cổ chết, ngồi trên một chiếc xe gỗ, không sơn do một con ngựa trắng kéo. Dấu hiệu đám ma mang ấn phù của thiên tử đầu hàng ở gần chỉ đạo. Bái công bèn vào hàm Dương Niêm Phong cung thất các kho rồi về đóng quân ở bái thượng. Được hơn một tháng thì quân Trư hầu đến, hạng tịch cầm đầu Trư hầu giết Tử Anh và các công tử nhà Tần, diệt dòng họ nhà Tần, làm cỏ thành hàm Dương, đốt cung thất, bắt con trai con gái làm tù lấy của cải châu báu cùng chia nhau với chư hầu. Sau khi diệt tần, hạng vũ chia đất tần cho ba vua gọi là Ung Vương, tác Vương, địch vương hiệu là Tam Tần, hạng vũ làm Tây Sở Bá Vương, làm chủ việc chia thiên hạ, phong vương cho chư hầu. Thế là nhà tần bị diệt. Năm năm sau thiên hạ theo về nhà Hàn, đoạn 8, tử anh giết triệu cao, đầu hàng lưu bang và nhà tần diệt vong, lược bỏ đoạn cuối là một đoạn trong quá tần luận của giả nghị, hết phần 2. Chân thành cảm ơn quý vị và quý khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị ở phần 3 với nội dung Hạng Vũ bản kỷ.